Cũng ngay trong tối qua, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn cũng đã triển khai lực lượng di dời dân tại những khu vực xung yếu đến nơi trú bão an toàn. Theo thống kê, phường Hòa Hải có hai khu liền kề là khu liền kề Đông Trà và khu liền kề Tân Trà, có tổng cộng 151 hộ dân với 570 nhân khẩu cần di dời đến nơi an toàn để tránh bão. Địa phương đã triển khai lực lượng vận động và di dời toàn bộ những hộ này đến các trường học gần đó để tránh bão an toàn, đem lại sự yên tâm cho người dân nơi đây. Tôi đang ở khu nhập thấp. Hiện nay thì có cơn bão đến thì cũng có chính quyền địa phương cũng đến để di dời dân đi đến nơi được an toàn hơn. Với việc khẩn trương vận động, kêu gọi người dân tự giác thu xếp đồ đạc cần thiết và tổ chức phương tiện di dời người dân đến nơi an toàn. Đến 20 giờ tối cùng ngày, phường Hòa Hải đã hoàn thành việc di dời người dân ở hai khu liền kề này đến nơi trú bão an toàn. Thực hiện chủ trương của Ủy ban dân thành phố về sơ tán nhân dân để phòng chống bão số 5, trên địa bàn phường Hòa Hải hiện nay có hai khu liền kề Đông Trà và Tân Trà. Chúng tôi sẽ tổ chức sơ tán nhân dân hoàn thành trước 20 giờ trong ngày hôm nay. Việc di dời người dân ở những khu vực xung yếu đến nơi an toàn để tránh bão nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi bão đổ bộ vào đất liền.